Má ơi, má ơi, má đừng làm con sợ nha má. Má ơi, má có sao không má? Má ơi má, bác sĩ ơi, bác sĩ, bác sĩ ơi, má ơi, bác sĩ ơi, bác sĩ, bác sĩ ơi, bác sĩ có má tôi làm sao nè? Bác sĩ ơi, má tôi có sao không bác sĩ? Má ơi, má đừng làm con sợ nha má. Má ơi má, con sẽ nghe lời má dặn mà má. Con đã tìm cái địa chỉ này, gặp một người bạn của ba con. Hy vọng ông ta sẽ giúp con ổn định cuộc sống. Ông ta sẽ không bỏ mặc con đâu. Má, má đừng bỏ con nha má. Đừng bọc con hay không, con sẽ không bao giờ gục ngã đâu. Con sẽ noi gương của má. Má hãy tin con nha má. Má ơi, con không muốn khóc. Sao nước mắt con cứ trào ra thì nhớ tới má, tới công con của má và tạo thành một mình đứa con tới giờ. Em ơi, làm gì mà lâu quá vậy? Thì anh cũng phải chờ em một chút để em trang điểm chứ. Chứ không á hả, chút nữa sao mà em lựa đồ thoải mái được. Cái gì? Em đi mua sắm nữa hả? Ừ. Em mới đi hôm qua mà. Nhưng mà hả, nhỏ bạn em nói á, này có hàng mới về cho nên em... Thôi thôi thôi, đi đi đi. Alo. Cái gì? Xíu đầu đỏ về rồi hả? Tôi canh vụ này lâu lắm rồi đó nghe ông. Ok, hay quá. Ống kính hả? Ống kính là chuyện nhỏ, tôi sẽ mua hết cỡ luôn cho ông coi ha. Ừ, rồi, cảm ơn ông nhiều nha.
Chắc là anh tính lấy cớ để đi tỉnh mấy ngày chứ gì. Em biết rồi mà. Bọn xíu đầu đỏ nó mới về đó. Thôi, mình đi mua sắm đi. Rồi anh còn đi mua ống kính nữa. Đi hả? Thời gian trôi nhanh thiệt đó. Mới đó mà đã xong 4 năm đại học rồi. Mai mốt này bạn bè xa nhau mỗi đứa một nơi, không biết bao giờ mới gặp lại nữa. Ê, hai người đang suy nghĩ gì vậy? Không thấy trả lời trả vốn tôi gì hết trơn à. Bây giờ ra trường rồi, phải đối phó với cuộc sống. Thấy sợ quá. Đạt nói gì lạ vậy? Sao lại sợ? Ra trường rồi, khỏi phải học hành thi cử gì nữa, sướng thế mồ. Các bạn á, không có hiểu được cái sợ đó đâu. Các bạn lớn lên trong nhung lụa không à, đâu có như tôi. Ra trường một cái là ba mẹ dưới quê không có lo nữa, phải tự bơi, phải tự bám. Không biết là có trụ nổi ở thành phố này không, hay là bị hất văng về quê nữa đây. Mình hiểu nỗi sợ hãi của đây. Ông mà cũng sợ nữa hả thiếu gia? Ông sinh trong bọc điều mà, làm sao mà hiểu được mấy thằng dân nghèo tỉnh lẻ như tôi phải đấu tranh như thế nào mới tồn tại được trong cái thành phố này. Vậy Đạt chưa nghe câu người già không khóc hay sao? Con đường của mình còn chông gai hơn con đường của Đạt nhiều lắm. Nói thiệt, mình chẳng có tốt nghiệp chút nào cả, cứ muốn kéo dài những ngày tháng sinh viên vô tư rồi ăn ở tập thể. Thôi ông ơi, ông xạo quá. Cha mẹ ông giàu có thế một, ông khỏe re, ở đó mà than khổ. Bây giờ mình có nói Đạt cũng không hiểu được đâu. Mỗi người mỗi cách. Hai người này mắc cười thiệt á. Có những cái sợ rồi nó cũng sẽ đến. Lo lắng làm gì cho mệt chứ. Tới đâu hay tới đó. Công nhận Trâm Anh á, lúc nào cũng luôn có những câu chốt rất là hợp lý. Minh nè, tôi có chuyện này muốn nhờ ông. Có gì Đạt nói đi. Ông có thể xin giúp tôi vào công ty của ba ông được không? Nếu mà tôi vào đó, tôi sẽ ấm rồi. Lúc đó không cần phải lo lắng chuyện ở lại hay là về quê nữa. Nha. Chuyện này thực sự thì mình sao vậy? Bộ cái chuyện nhờ vậy giúp không được hả? Không lẽ bây giờ thấy tôi nghèo vậy khi dễ không muốn giúp đúng không? Không phải, Đạt hiểu lầm rồi. Không phải là mình không muốn giúp Đạt đâu, mà tại vì mình có cái khó riêng của mình. Chưa bao giờ mình xin xỏ ba mình điều gì hết. Thì cần gì xin, đã có mọi thứ rồi mà. Mà nếu có xin á, là xin cho tôi nè. Tôi tưởng ông là bạn tốt, là anh em của tôi chứ. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài mà. Kìa Đạt, Đạt hiểu lòng mình rồi. Bao nhiêu năm nay mình luôn cố gắng giữ cho mình thấy đứng bên lề của mọi tranh chấp trong gia đình. Bây giờ mình xin cho Đạt thì ba của mình sẽ giải quyết ngay và lấy đó làm điều kiện để mà ép mình về nhà và làm gì cho công ty. Trâm Anh hiểu không? Lúc đó anh trai mình sẽ hiểu lầm là mình cố ý tranh đoạt công ty với anh ấy. Mà không xin cho Đạt thì mình thấy áy náy không yên. Để từ từ rồi Trâm Anh sẽ nói cho Đạt hiểu cái khó của mình. Nếu như có một ngày mình giúp được Đạt thì mình sẽ giúp Đạt hết mình. Trâm Anh luôn tin mình. Thôi mình về đi. Mà quên mất nữa, Trâm Anh đã chọn cho mình được trường đại học nào để làm đơn chưa? Mình chọn trường nào thì Trâm Anh chọn trường đó. Đâu có được, Trâm Anh phải có hoài bão riêng của mình chứ. Trâm Anh hãy chọn trường theo sở nguyện của mình đi. Mắc mớ gì đâu mà chọn theo trường của mình.
hiểu chưa? Nhưng Trâm Anh muốn đi chung đường cùng với Minh. Mình không biết là Minh có đi được con đường của mình đã chọn lựa hay không. Tại vì ba mình sẽ đài ép mình đi theo con đường của ba mình đã chọn lựa. Cho nên như vậy, việc gì Trâm Anh phải lệ thuộc vào chỗ kẹt của mình. Nhưng chẳng phải mình cũng từng nói rất thích đi du học hay sao? Trâm Anh đã xin ba má rồi. Ba má muốn Trâm Anh qua Mỹ với chị, nhưng Trâm Anh không chịu. Để chờ Minh coi Minh đi nước nào đã. À, nước ngoài á, thì dù ở đâu cũng khỏi phải sống trong nhà. Để mình về xin phép ba Minh một lần nữa coi sao nha. Mình hứa đó nha. Mình hứa mà. Chú, tắt vô đó đi chú. Mai. Trời ơi, chị chợ con hổm rài á. Dạ. Vậy gì? Giờ con tính sao con? Tháng này á là con phải tính cái nợ cũ còn đó. Con không trả cho gì, vì đâu có tiền đâu mà sống, vì khổ quá mà con. Dì ơi, dì cho con khất tới cuối tháng nha dì. Con đi làm rồi con sẽ gửi lại cho dì ngay à. Trời ơi, rồi mấy ngày tới gia đình dì sống sao đây? Con phải thương dì một chút chứ. Cả cái nhà của dì á chỉ sống nhờ vào tiền của cái nhà trọ này thôi. Dạ, dì cũng biết hoàn cảnh của con rồi mà dì. Dì biết, dì cũng thương con lắm. Nhưng mà dì á cũng có cái khổ của dì. Bây giờ thôi nha, dì cho con hẹn một ngày nữa. Nếu mà con không có tiền trả nổi á, chắc dì phải lấy lại căn nhà này cho người khác mướn quá con ơi. Dì ơi, dì á nhân từ như vậy á, mà cái xóm này nè nó ác mồm ác miệng. Nó nói gì á là bà Tư giao lam. Có quan cho dì không con? Dạ. Thôi con hiểu cho dì nghe con. Nãy giờ á lo nói chuyện âm binh lâm tướng gì với con không à. Trễ giờ đi chùa có dì mất rồi. Thôi dì đi nha. Dạ. Mà con nhớ đó nghe, lo kiếm tiền trả cho dì đó. Nghe không? Dạ. Mình đi chú. Ừ. Chú đi thẳng ra chùa luôn chú. Chào cô. Cô chào Mai, con ngồi đi. Dạ. Cô ơi, con tới để xin cô cho con làm việc lại. Gần một tháng nay con không vào làm, nên công ty đã tuyển người khác vào vị trí mẹ mẫu của con rồi. Cô cũng biết chuyện của má con rồi mà. Con nghĩ việc không phải vì lười biếng. Mong cô tạo điều kiện cho con để con được làm lại công việc mà con yêu thích à. Cô hiểu hoàn cảnh của con, nhưng con phải thông cảm cho cô. Vì con nghĩ nhiều quá, cho nên cô đã tuyển người khác vào vị trí của con rồi. Giờ làm sao cô đuổi người ta để nhận con vô làm được? Hay là con xuống làm công nhân Mai đi. Công ty lúc nào cũng cần người hết. Con không thích làm công nhân Mai đâu à. Cứ phải mai hoài một công đoạn, con hợp với công việc linh hoạt và sáng tạo hơn à. Vậy thì cô chịu, cô không thể giúp được gì cho con rồi. Cô ơi, hay là cô nhận tăng cường thêm một chỗ may mẫu nha cô. Công ty của cô đang cắt giảm chi phí, không thể nào nhận thêm con được. Nếu làm được thì cô đã làm rồi. Chứ để con thất vọng đi về, cô cũng thấy uổng công đã đào tạo con chứ. Dạ, xin lỗi con đã làm phiền cô à. Con chào cô. Cô chào con. Con cảm ơn chú. Mai, sao rồi Mai? Họ có nhận Mai làm lại không? Sao kỳ vậy? Mai là người mai mẫu giỏi nhất công ty mà. Cũng không trách họ được, tại Mai nghỉ lâu quá rồi. Nhưng mà biết đâu cũng có cái hay, khi không còn gì quyến luyến và níu giữ nữa. Mai, Mai nói vậy là sao?
Mai sẽ lên thành phố tìm bạn của má Mai để nương nhờ. Mai hy vọng sẽ có một nơi để ổn định và sẽ đi làm để kiếm tiền để học thiết kế thời trang ngay khi Mai có cơ hội. Đó là ước mơ của Mai mà. Lưu lạc xứ người, không biết cái gì chờ Mai ở đó đâu. Nhưng dù sao còn hơn bế tắc ở đây. Xin chúc Mai gặp mọi điều may mắn. Thôi lên xe đi, mình chở Mai về. Tôi và anh là bạn làm ăn lâu rồi, vụ này tôi mới nhờ anh giúp. Thời buổi bây giờ đã khác rồi, mong anh thông cảm. Chúng tôi sẽ mở thầu công khai, nếu như công ty nào có thực lực thì sẽ trúng thầu thôi. Trên nguyên tắc thì là như vậy, nhưng từ trước tới giờ việc chọn công ty nào luôn nằm trong khả năng của chú mà. Mấy công trình hạng trung thì nói làm gì. Anh cũng biết rồi đó, đây là công trình trọng điểm chứ đâu phải chuyện chơi. Rất là nhiều công ty muốn tham gia. Cháu cũng biết điều đó nên cháu mới nhờ chú giúp. Tôi đã nói rồi, các anh cứ tham gia đấu thầu công khai đi. Theo như tôi được biết thì chỉ có công ty Duy Hưng là có khả năng cạnh tranh với các anh thôi. Các anh còn lo gì? Lại là công ty Duy Hưng sao? Phải. Tôi nghe nói công ty Duy Hưng không ít lần vượt mặt các anh, đúng không? Thắng thua là chuyện bình thường. Công ty tôi đã không ít lần chiến thắng trong các cuộc đấu thầu mà có công ty Duy Hưng tham gia. Thì lần này chỉ là thêm một lần đối đầu nữa mà thôi. Được rồi, tôi có việc phải đi. Các anh cứ theo quy trình mà làm. Có gì thắc mắc thì cứ liên lạc với thư ký của tôi. Chào anh. Chào cậu. Chào chú. Thằng cha này nói vậy chẳng khác nào phủi tay và làm nhục công ty mình. Bằng mọi giá con phải lấy được gói thầu này về, không thể để lọt vào tay bọn Duy Hưng được. Con sẽ cho họ sáng mắt ra. Trong làm ăn kinh tế không nên cay cú hơn thua như vậy. Con còn có tư tưởng thù hằn cá nhân, con sẽ cột mình vào đó. Ba, theo sự điều tra của con thì bọn Duy Hưng cấu kết với ông Sang này để gạt mình ra khỏi cuộc chơi rồi. Nhưng mà yên tâm, con sẽ không để họ vượt qua mặt của con được đâu. Mình phải thắng bất chấp thủ đoạn ba. Ba không tán thành cái làm ăn đó. Con nên nhớ, công ty Thạch Đỉnh chúng ta có được như ngày hôm nay là nhờ uy tín và chất lượng. Con đừng làm mất nó. Nhưng mà ba, thời buổi này mình làm ăn đường đường chính chính, con e rằng không còn hợp thời nữa đâu ba. Nếu mình không chơi bẩn họ thì không có nghĩa những công ty khác họ không chơi mình. Các công ty hơn nhau về giá cả phải chăng và chất lượng công trình. Con về chuẩn bị hồ sơ đấu thầu cho tốt, bốc hầu cho chuẩn. Bây giờ người đông của khó, lợi ích một chút cũng được. Nhưng mà ba à, thôi việc này không bàn nữa, con cứ làm theo lời ba dặn. Dạ, con sẽ làm theo sự chỉ đạo của ba, con biết rồi. Thôi con xin phép ba con đi trước, con có hẹn với đối tác. Thôi được rồi, ba cũng về đi. Vậy nghe.
kết quả sẽ biện minh cho phương tiện. Em nghe nè anh yêu. Lão ta đã say mồi cho em. Một khi mà em đã ra tay rồi thì đâu có ai mà không sập bẫy, đúng không anh yêu? Ok, vậy thì hãy kết thúc đi. Để lâu quá ông phát hiện ra người đứng sau lưng em là anh thì lợi bất cập hại đó. Anh chờ tin của em. Chắc chắn tối nay sẽ có kết quả tốt. Chú có sao không? Tự nhiên tôi khó thở quá. Đưa tôi vào. Dạ. Chú ráng lên nha chú. Má, con ra ngoài một chút nha. Con đi đâu đó? Con không vào thăm ba à? Dạ, ba có bệnh nặng gì đâu má. Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi mà. Con đang có việc quan trọng hơn. Quyên. Dạ, gì vậy má? Lại đây, má nói chuyện với con một chút. Để hôm khác được không má? Má chỉ nói ngắn gọn thôi. Công việc vẫn tốt chứ con? Má đang nghi ngờ năng lực của con đó hả? Má lo xa như vậy đó. Con nghĩ đến lúc ba nên nghỉ ngơi rồi. Ba nên giao lại toàn bộ công ty cho con là được rồi đó má. Má còn mong điều đó hơn con nữa kìa. Con nghĩ coi, nếu cơ ngơi nhà này mà lọt vào tay người khác á, thì má chết cũng không nhắm mắt được đâu. Má cứ lo xa không vậy. Nhà này á chỉ có ba người thôi. Thằng Phong á thì má biết rồi. Cái tính của nó rất là nghệ sĩ, với lại rất là ghét kinh doanh. Cho nên sự nghiệp của công ty á coi như không bao giờ nằm trong sự lựa chọn của nó rồi. Còn thằng Minh hả? Đó chính là đối thủ tiềm năng và lớn nhất của con đó. Trong mắt của con, cái thằng đó chỉ là một đứa trẻ con thôi. Có hai lý do con không được chủ quan. Thứ nhất, nó là con riêng của ba con. Với cái con mụ mà ông ấy say đắm, thiếu điều muốn tôn thờ. Ông rất thương yêu nó từ lúc ba chết sớm. Ủa, mà còn lý do gì nữa má? Má nói con nghe đi. Nó sắp tốt nghiệp đại học rồi đó. Ủa, sao má biết được vậy? Bộ nó nói với má hả? Nó không có nói, nhưng mà nhất cử nhất động, những thông tin về học tập của nó, má có thể biết. Trời ơi, má làm việc đó chẳng khác nào mua dây tự buộc mình vậy chứ. Thằng đó thì làm được gì? Đại học bây giờ á nhiều như lá rừng vậy đó. Cao học á mà còn thất nghiệp lũ khủ luôn. Con nói vậy mà nghe được à? Má là phụ nữ, nhưng mà má cũng hiểu được câu của người xưa, một người lo bằng cả kho người làm mà. Má nghĩ nó tốt nghiệp đại học rồi thì mọi chuyện sẽ khác đó. Tốt nghiệp đại học thì sao chứ má? Nhà mình ai mà chẳng tốt nghiệp đại học. Như má nè cũng tốt nghiệp đại học đó. Cũng có làm gì đâu. Sao con nói má như vậy hả Quyền? Dạ con không có ý đó. Ý của con là tốt nghiệp đại học thì đã làm sao? Cái mảnh giấy đó chẳng khác gì cái mảnh giấy lộn. Chứ làm gì có ý nghĩa trong thực tế cuộc sống hiện nay hả má? Tính con lúc nào cũng chủ quan. Má thấy đáng lo ngại lắm đó.
Má thì lúc nào cũng lo ngại hết. Nhưng mà sinh viên mới ra trường thì làm được gì hả má? Cùng lắm á là làm cái chân sai vặt cho công ty mà thôi. Nhưng mà nếu như ba con cho nó một cơ hội để làm chung công ty với con thì sao? Thì đã sao hả má? Trong mắt của con á, cái thằng đó nó mãi mãi chỉ là một thằng nhóc con mà thôi. Nhưng mà bằng linh cảm của một người phụ nữ, má thấy lo lo sao đâu á. Phải chi thằng Phong em của con, cái tính nó như người ta thì phần thắng của mình sẽ cao hơn nhiều. Má nhắc tới cái thằng đó làm gì? Suốt ngày nó chỉ biết đờn ca sáo thổi không à. Cái tính nghệ sĩ của nó làm được gì ngoài lông bông hả má? Không hiểu sao nó với con là anh em ruột, mà sao nó không giống con chút nào hết á. Má đừng có lo. Dù thế nào đi nữa thì má cũng có một nửa gia tài mà. Như vậy vẫn chưa đủ với má đâu. Má muốn thằng Minh không có cái gì hết. Bà ta chết rồi mà má vẫn còn tức tối cái vụ ba bỏ má đi với người đàn bà đó sao? Suốt đời này má cũng không bao giờ quên được đâu. Vậy mà con tưởng là chết là hết chuyện rồi chứ má. Bà ta chết, nhưng con của bà ta sẽ phải trả giá. Đó là quy luật. Nhưng sao con thấy má đối xử với thằng Minh cũng đâu tới nỗi nào. Con nông cạn lắm. Con hổ nó muốn bắt mồi, nó phải co rúm người lại, nó núp kín để chờ đợi chứ con. Má đúng là quỷ quyệt thiệt. Con phục má đó. Từ nay con sẽ theo mọi tính toán của má. Bệnh tình của ông hiện giờ cũng không có gì đáng lo ngại. Lát nữa tôi sẽ kê đơn cho thuốc. Khi ông uống vài toa thì sức khỏe sẽ được cải thiện thôi. Cảm ơn ông. Nhưng ông phải nhớ lời tôi dặn nha. Tôi với ông là chỗ bạn bè thân tình, có gì ông cứ nói. Ông cần phải nghỉ ngơi nhiều, cũng như hạn chế suy nghĩ, như vậy sẽ tốt hơn. Tôi biết. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh, một số phận. Mọi việc không thể như ném một hòn đá qua cửa sổ là xong đâu. Chuyện đời cũng như gió thoảng mây bay, được mất bại thành chỉ như là một cái chớp mắt mà thôi. Con người là vốn quý của xã hội, sức khỏe là vốn quý của con người. Dạ, con chào bác. À. Ba có sao không ba? Ông cứ nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, về nhà tĩnh dưỡng không có gì. Dạ, cảm ơn ông. Bác sĩ ơi, ba cháu có sao không vậy bác? Cháu cứ yên tâm, tại vì ổng làm việc quá nhiều cho nên mệt thôi. Về nhà nghỉ ngơi một thời gian là ổn mà không có gì. Dạ, cô cảm ơn bác. Ừ. Hai cha con nói chuyện với nhau nha. Tôi ra kê toa thuốc đã. Dạ. Bà bị đau, sao không vào bệnh viện chuyên khoa cho an tâm? Chứ cứ đi chẩn đoán kiểu này, làm sao mà khỏi bệnh được hả ba? Chỗ nào cũng có cái hay của nó con à. Bình tĩnh của ba biết mà. Ba nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sao con biết ba ở đây? Con đi học về, con nghe dì nói con mới chạy vô đây luôn nè. Ừ, mà ba cũng không hiểu sao. Sao bao nhiêu năm rồi, mà sao con vẫn gọi bà ấy là dì? Ba thông cảm cho con. Ba biết, nhưng ba vẫn muốn. Ba, mình nói chuyện khác được không ba? Ừ, vậy cũng được. À, mà ba có chuyện muốn hỏi con đây. Ba muốn hỏi con chuyện gì hả? Tương lai sự nghiệp của con, chứ còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện đó nữa hả con? Dạ, đây cũng chính là vấn đề mà con muốn hỏi ba nè. Nhưng mà con muốn ba khỏe mạnh, về nhà rồi con mới nói với ba. Con cứ nói đi, ba không sao đâu. Ba còn đủ tỉnh táo để định hướng cho con mà.
Thật ra thì con... cô chào gì? Hai cha con đang nói chuyện riêng hả? Có chuyện gì đâu. Chúng tôi chỉ nói chuyện chơi thôi. Em mang cái gì vô đây vậy? Em mang trái cây cho anh nè. Thôi, em bày ra làm gì? Mang về đi em. Anh nói như vậy đâu có được. Anh ăn cho mau lại sức đi. Anh nằm nghỉ đi cho khỏe. Thôi, nghỉ ngơi làm sao được. Chị công ty lúc nào cũng như cái núi. Anh không thể nào yên tâm được. Em thấy thằng Quyền cũng đang làm tốt công việc kinh doanh mà anh. Anh cứ giao hết cho nó, nghỉ ngơi cho khỏe, bận tâm làm gì. Ừ, kể ra nó cũng là đứa được việc. Nhưng có nhiều vấn đề nó chưa nắm bắt được tốt đâu. Em thấy anh quá khắt khe với nó nên mới nói vậy thôi. Có những việc em không hiểu được đâu. Anh luôn có lý do để đi tới những quyết định của mình. Thôi, em đừng nói nữa. Anh ba. Con. Chào má. Sức khỏe của ba sao rồi má? Ừ, cũng không có vấn đề gì đâu con. Vậy thì con đỡ lo rồi. Thôi, con đi đây. Con. Con mới vừa tới. Sao không chờ cùng đi về với ba luôn? Còn định đi đâu nữa con? Dạ, con tới chỗ làm của con. Công việc ở nhà làm không hết. Con đi làm cho người ta. Làm cái gì? Làm mấy cái thiết kế dớ dẫn gì đó. Ba thấy nó không có tương lai đâu. Dạ, đó không chỉ là công việc mà còn là niềm đam mê của con mà ba. Con thiệt là kỳ đó. Làm bất cứ cái gì cũng trên mục đích kiếm tiền thôi mà. Làm kinh doanh không tốt hơn sao? Vấn đề này á, con đã nói nhiều rồi mà. Con không muốn tranh luận ở đây. Nhưng con nghĩ là nếu lúc nào cũng chạy theo tiền bạc thì con người ta sẽ hèn đi. Con nói vậy mà nghe được đó hả? Lâu nay con ăn học là do đâu? Mọi cái con có được ngày hôm nay đâu có thể từ trên trời mà rơi xuống. Thôi thôi thôi, con đi đi. Tranh luận với con á, chắc ba lại nhập viện mất. Lúc nào đó ba sẽ ngồi nghiêm chỉnh nói chuyện lại với con vấn đề này. Con hứa nghe. Dạ, con hứa. Thưa ba con đi, thưa má con đi. Anh đi nha. Dạ. Thôi, chúng ta về thôi. Ba. Mày còn sướng hơn tao nữa đó. Mỗi ngày được ở bên Thanh Mai, được cô ấy chăm sóc. Khi cô ấy buồn thì mày hót cho cô ấy nghe. Còn tao, tao không làm được như mày. Theo mày tao có nên nói tao thương Mai không? Mày không đồng ý đúng không? Ừ. Cô ấy có coi tao là bạn trai đâu. Má cho con mang tấm hình của má theo nha má. Sau này nếu có điều kiện, nhất định con sẽ thờ má ở một chỗ khang trang hơn. Con hứa với má, cho dù có khó khăn như thế nào, con cũng sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang như má mong muốn. Mai đi thiệt hả Mai? Mai phải đi thôi Bình à. Đằng nào thì cũng bị đuổi, nên đi trước vẫn hơn mà. Rồi Mai có trở về không?
Mai cũng không biết nữa. Hay là Mai nghĩ lại đi Mai. Sang nhà ở với má Bình. Má Bình thương Mai lắm. Mai cảm ơn Bình, nhưng Mai phải lên thành phố thôi. Mai mà ở lại đây, nhiều lắm Mai cũng chỉ là một công nhân Mai bình thường. Mà Mai còn nhiều hoài bão phải thực hiện lắm. Tạm biệt mày nha. Tao đi rồi, sẽ không ai chăm sóc cho mày đâu. Hãy bay về với bầu trời tự do của mày. Tao sẽ luôn nhớ đến mày đó. Tao sẽ nhớ mày lắm đó. Bình nè. Bình hiểu rồi. Mai đừng nói nữa. Mai đi mạnh giỏi nha. Mai sẽ viết thư cho Bình mà. Mai đừng nói nữa mà. Bất cứ khi nào Mai cảm thấy mệt mỏi thì hãy quay về đây. Ừ. Mai hiểu mà. Nhưng giữa chúng ta vẫn là những người bạn tốt phải không Bình? Khi nào Mai ổn định cuộc sống rồi, Mai nhớ viết thư cho Bình nha. Bình sẽ lên thăm Mai. Bây giờ Mai muốn ra thăm mộ má, hay Bình đi với Mai nha. Mời vào. Chào anh. Mời anh ngồi. Anh gặp tôi có chuyện gì không? Tôi nghe anh lái xe nói là anh bị bệnh nên đến coi anh có sao không. Sao, anh ổn chưa? Thì thỉnh thoảng thời tiết thay đổi nên bệnh cũ tái phát thôi mà. Tôi nghĩ anh nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi đi. Tôi cũng cảm thấy đến lúc chúng ta phải dành nhiều thời gian cho riêng mình rồi. Anh nói vậy nghĩa là sao? Tôi cũng định xin anh cho tôi được nghỉ việc. Anh định bỏ tôi một mình sao? Tôi nghĩ đã đến lúc tôi cũng phải rời khỏi đây rồi. Trước đây công ty khó khăn, tôi không bỏ anh. Nhưng bây giờ công ty của chúng ta đã lớn mạnh rồi. Anh Kiên cũng nên thông cảm cho tôi. Mới đó mà đã hơn 20 năm rồi. Hồi đó bà chúng ta gây dựng Thạch Đỉnh từ đống tro tàn. Anh còn nhớ không? Tôi làm sao mà quên được. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như chúng ta đã làm cật lực như thế nào. Và thằng Đức, nó đã trả giá bằng chính mạng sống của nó. Không kịp nhìn mặt đứa con còn chưa ra đời. Không biết cô ấy bây giờ ra sao? Ước gì mình có thể gặp lại cô ấy một lần nữa. Anh vẫn không quên được cô ấy à? Thì anh cũng vậy thôi.
Cả ba chúng ta đều yêu cô ấy. Nhưng cô ấy đã chọn Đức. Chỉ tiếc rằng... Thôi, chuyện qua cũng đã lâu rồi. Có tiếc cũng vậy thôi. Bây giờ hãy trở lại thực tế đi. Anh sắp xếp người khác làm công việc của tôi nha. Anh đừng có bỏ tôi. Hãy cho tôi thêm một thời gian. Đến lúc tìm được người thay thế, tôi với anh cùng nghỉ luôn. Tôi cũng đã nghĩ tới người thừa kế công ty mình rồi. Anh định chọn Thân Quyền à? Mời vào. Chào ba, chào chú. À, chào con. À thôi, tôi xin phép về phòng trước đây. Chú đi nha. Dạ, chú đi. Ba, chú trực tới bàn công việc gì vậy ba? À, không, không có gì. Chú ấy, chú muốn xin nghỉ việc luôn. Nhưng ba không cho. Ủa sao kỳ vậy ba? Mấy ông già thì còn làm được gì sao ba không cho nghỉ luôn cho khỏe đi ba? Dạ con xin lỗi, con không hề có ý đó ba. Thôi để con chở ba về nghỉ nha. Thôi được rồi, con đi về đi. Dạ, xin phép ba con đi.